Hiện nay trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có hơn 70 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, mỗi năm cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Các mô hình này đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và góp phần cổ vũ động viên tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong đoàn viên thanh niên. Những ngày vào vụ cấy, đoàn viên kỹ sư trẻ Cao Văn Ngọc ở thôn Tân Long, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh tất bật với ruộng đồng như một người nông dân thực thụ. Anh thường xuyên bám đồng, chăm chút cho từng khay mạ để cung cấp cho bà con nông dân cấy đúng thời vụ. Gần 5 năm trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, trở về địa phương, phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp đã được trang bị ở trường đại học và trong thời gian tu nghiệp ở Israel. Anh Cao Văn Ngọc đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh luôn nhận được sự quan tâm động viên của lãnh đạo đoàn, các cấp, đồng thời được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, hợp tác xã đã có mạng lưới khách hàng rộng khắp ở nhiều xã trên địa bàn huyện và nhiều tỉnh phía Bắc, thu nhập bình quân khoảng 450 triệu đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Tài sản của tôi hiện nay thì là như hai con máy cấy ngồi, hai máy cấy giắc tay, con máy gặt và máy ép phân, đâu đó nó rơi vào cái lỗi khoảng tầm 2 tỷ. Cái diện tích mà như vụ đấy hiện tại tôi đang làm đấy là 120 mẫu. Còn như cái vụ đông, cái vụ chính như cái vụ mà năng suất kia thì không chỉ là cấy ở xã mình mà tôi còn đang cấy ở các cái xã lân cận. Thì cái diện tích của tôi rơi vào lỗi khoảng tầm 200 mẫu, thì rơi vào khoảng tầm 100 hect. Để phong trào thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế đạt được những kết quả, hàng năm, Ban chấp hành huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ra soát, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn, tăng cường tuyên truyền, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong đoàn viên thanh niên, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu. Huyện đã thành lập được 14 câu lạc bộ với hơn 190 hội viên là thanh niên phát triển kinh tế. Các thành viên trong câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kỹ thuật, con giống để cùng nhau phát triển. Tôi thấy ở quê hương mình có rất nhiều nguồn lực để mình phát triển về chăn nuôi. Tôi đã quyết định đầu tư chăn nuôi dúi. Thì hiện tại là tôi đang cung cấp ra thị trường một năm là khoảng 200 cặp là dúi giống. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền để cho nhân rộng mô hình cho các bạn đoàn viên thanh niên để học tập mô hình của các bạn đã làm kinh tế giỏi bằng cách như là trên các trang Facebook của đoàn chúng tôi là mỗi ngày một tin tốt ạ, việc làm hay á, và cả trên các hệ thống cuộc họp cũng như là đài phát thanh của huyện của xã để nêu gương các bạn để cho các bạn thanh niên học tập theo. Sự đồng hành của tổ chức đoàn hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Như Thanh vững tin trên con đường lập thân lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo của địa phương.